Thân chào các em đến với bộ môn ngữ văn 6. Hôm nay cô trò chúng ta cùng đến với tiết 92, tập làm văn bài Phương pháp tả người. Về mục tiêu cần đạt, kiến thức. Các em biết cách làm bài văn tả người, bố cục, thứ tự miêu tả, cách xây dựng đoạn văn và lời văn trong bài văn tả người. Về kỹ năng, quan sát và lựa chọn các chi tiết cần thiết cho bài văn miêu tả, trình bày những điều quan sát, lựa chọn theo một trình tự hợp lý. Viết một đoạn văn bài văn tả người. Về thái độ, có thói quen quan tâm đến những người xung quanh, có ý thức vận dụng những kiến thức đã học vào văn tả người. Chúng ta sang phần 1, La Mã. Phương pháp viết một đoạn văn bài văn tả người. Cùng xem ví dụ ở sách giáo khoa 59, 60, 61 và trả lời các câu hỏi. Đoạn 1. Chúng ta nhìn ở sách giáo khoa. Dựng Hưng Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào, giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ. Dượng Hưng Thư đang vượt thác, khác hẳn Dượng Hưng Thư ở nhà, nói năng nhỏ nhẹ, tính nết nhu mì, ai gọi gì cũng vân vân dạ dạ. Em xem đoạn văn này tả ai, người đó có đặc điểm gì nổi bật, đặc điểm đó được thể hiện ở những từ ngữ và hình ảnh nào? Ở đây em thấy tác giả đang miêu tả Dượng Hưng Thư với việc làm đó là chèo thuyền vượt thác. Những hình ảnh đặc điểm miêu tả nổi bật như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào, giống như một hiệp sĩ. Như vậy, hình ảnh Dượng Hưng Thư hiện lên vừa mạnh mẽ, oai phong, hùng dũng, khắc họa được vẻ đẹp khỏe khoắn, thể hiện sức mạnh phi thường của con người trong lao động. Đoạn thứ hai. Đoạn 2. Cai Tứ là một người đàn ông thấp và gầy, tuổi độ 45-50, mặt lão vuông nhưng hai má hóp lại, dưới cặp lông mày lởm chởm trên gò xương, lấp lánh đôi mắt giam hùng, mũi lão gồ sống mương dầm xuống bộ râu mép lúc nào, hình như cố giấu xím đậy điểm cái mồm toe toét tối ôm như cửa hang, trong đó đẫm đang mấy chiếc răng vàng hợm của Lang Khai. Em thấy trong đoạn văn này tác giả đã tả về Cai Tứ, nghề nghiệp lão làm một ông cai, đặc điểm nổi bật về ngoại hình thấp và gầy, độ tuổi độ 45-50, khuôn mặt vuông, hai má hóp, cặp lông mày lởm chởm trên gò xương, đôi mắt giang hùng, mũi gồ sống mương, bộ râu mép lúc nào hình như cũng cố giấu xím đậy đệm, vân vân. Như vậy chúng ta thấy qua cách miêu tả của tác giả Lang Khai, hình ảnh Cai Tứ hiện lên là một kẻ xương xấu, xấu xí, tham lam, khắc họa sinh động, đậm nét về một con người gian xảo. Đoạn văn thứ ba, các em quan sát hình ảnh, đây là một cái keo vật. Đoạn văn thứ ba gần như là một bài văn miêu tả có hoàn chỉnh 3 phần. Em hãy chỉ ra và nêu nội dung chính của từng phần. Nếu phải đặt tên cho văn bản này, em sẽ đặt là gì? Đoạn văn thứ ba chúng ta thấy nội dung đó là tả cảnh Cản Ngũ và Quắm Đen, hai đô vật tài mạnh trong hội vật ở Đình Đô. Mở bài, từ đầu đến ầm ầm. Nội dung chính, giới thiệu quang cảnh chung và các nhân vật. Thân bài, từ tiếp theo đến ngang bụng vậy. Nội dung, miêu tả diễn biến keo vật, cử chỉ, hành động, lời nói của nhân vật. Đoạn 3 kết bài, đoạn còn lại, cảm nghĩ và nhận xét về keo vật. Chúng ta thấy trong các đoạn văn, đoạn nào tập trung khắc họa chân dung nhân vật, đoạn nào tả người gắn với công việc. Yêu cầu lựa chọn chi tiết hình ảnh mỗi đoạn có khác nhau không? Rõ ràng là khác nhau. Ví dụ đoạn 1, tả cảnh Dượng Hưng Thư là một người chèo thuyền vượt thác. Đây là tả người trong tư thế làm việc, thường dùng nhiều động từ. Ở đoạn 2, tả Cai Tứ, đây là một ông cai gian xảo. Đây là đặc tả chân dung nên thường dùng nhiều tính từ. Đoạn 3, tả cảnh Cản Ngũ và Quắm Đen, hai đô vật tài mạnh đang vật nhau. Tả người trong tư thế làm việc, thường dùng nhiều động từ. Và ở đoạn 3, chúng ta thấy, chúng ta có thể đặt tên
cho văn bản này, đó là keo vật thách đố hoặc là quấm cảnh so tài. Như vậy, về phương pháp viết một đoạn văn, một bài văn tả người, chúng ta lưu ý xác định được đối tượng cần tả là tả chân dung hay tả người trong tư thế làm việc. Quan sát, lựa chọn các chi tiết tiêu biểu. Cuối cùng, trình bày kết quả quan sát theo một thứ tự. Bố cục bài văn tả người thường có 3 phần. Mở bài, giới thiệu người được tả. Thân bài, miêu tả chi tiết, ngoại hình, cử chỉ, hành động, lời nói. Kết bài, thường nhận xét hoặc nêu cảm nghĩ của người viết về người được tả. Bài tập sách giáo khoa, trang 62, bài tập 1. Hãy nêu các chi tiết tiêu biểu mà em sẽ lựa chọn khi miêu tả các đối tượng sau. Thứ nhất, một em bé chừng 4-5 tuổi. Thì chúng ta lưu ý các cái đặc điểm tiêu biểu của em bé chừng 4-5 tuổi. Ví dụ như là về nước da trắng hồng, thân hình của em mũm mĩm, đôi mắt đen lấy hoặc môi đỏ. Tiếp theo, nêu các chi tiết tiêu biểu khi miêu tả một cụ già cao tuổi. Các em có thể quan sát hình ảnh cụ già cao tuổi này là ông bà trong gia đình em hoặc những ông bà mà em thường thấy trong cuộc sống của mình. Ví dụ như là nét tiêu biểu nhất của một cụ già cao tuổi đó là tóc bạc trắng, da đồi mồi, có nhiều nếp nhăn, mắt đã mờ, miệng móm mém, dáng người khom xuống. Cuối cùng là các em nêu chi tiết tiêu biểu khi miêu tả cô giáo của em đang say sưa giảng bài trên lớp. Ví dụ như là về giọng nói của cô, có thể là trầm bổng, trong trẻo, cuốn hút. Đôi mắt có thể là trìu mến hướng về cả lớp. Tay cô cầm phấn, chân bước nhẹ, vân vân. Hướng dẫn về nhà. Các em học thuộc phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 61 và các em tìm tư liệu cho bài văn miêu tả đường phố, khu phố vào dịp giáp Tết. Làm bài 2, sách giáo khoa trang 62. Và thời hạn nộp bài của các em là 3 ngày sau khi clip được phát. Các em có thể gửi về địa chỉ email và số Zalo của các thầy cô ngữ văn 6 trong bảng sau đây theo danh sách lớp của mình. Trên đây cô đã hướng dẫn cho các em tiết 92 phương pháp tả người. Cảm ơn các em đã chú ý tham gia bài học. Chúc các em nhiều sức khỏe và học tập tốt. Thân mến chào các em.